À, bật lửa 2 trong 1, vừa là bật lửa vừa là hộp thuốc ha. Hộp thuốc là bật lửa thì bật Rosenwood A nha, nó là phay nhám chống trầy nè. Đây nó là phay nhám chống trầy còn rất là đẹp, phay nhám chống trầy nha, tình trạng còn rất là đẹp nè. Nó là phay nhám chống trầy mà nó cơ bản nó đã chống trầy rồi, cho nên tình trạng nó rất là đẹp. Mọc của nó nằm ở dưới đây nè, nhiều khi em chụp nó không ra, em quay cho mấy anh coi ha. À, mấy anh có thể mua sưu tập hoặc là mua cái này là nó đựng thuốc hai mặt, nó đựng thuốc hai mặt, cái này nó đựng thuốc hai mặt nha, nó đựng thuốc không đầu lọc, hoặc là mang đựng thuốc nhỏ, hoặc là mang đựng thuốc lào, hoặc là đựng thuốc thuốc rê, hoặc là đựng thuốc để mà vấn 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 sợi á. Tại cái này á, là nếu mà đựng 3 số 5 á thì mang phải nghiêng lại, đựng đựng 3 số mà to thì mang phải nghiêng lại ha, chứ nó là dùng để đựng thuốc không đầu lọc, hoặc là đựng thuốc thuốc ấy, hoặc là mang sưu tập á, mang trưng trong nhà, trưng trong bàn cũng rất là sang đó. Hoặc là mang đựng đựng thuốc, mà đựng thuốc cho mấy anh mà hút tẩu đồ á, tình trạng rất là đẹp ha. Sưu tập hàng xưa mà, con này hàng xưa đó, hơi nhám trong trời, tình trạng rất là đẹp, rất rất là đẹp luôn.